Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách thanh toán cái cước internet một cách là online các bạn ạ, một cách là đơn giản nhất. Chúng ta thanh toán qua trực tiếp, các bạn có thể thanh toán qua ứng dụng MyViettel hoặc là các bạn có thể thanh toán qua quầy, nhưng mà hiện tại thì các bạn dịch Covid như này thì các bạn ra ngoài thanh toán thì tiếp xúc nhiều người cũng khá là nguy hiểm, cho nên là các bạn có thể thanh toán qua cái app ứng dụng này bằng trực tiếp online thì nó vừa nhanh vừa gọn. Các bạn có thể thanh toán cước thường tháng hoặc là thanh toán cước đóng cước trước. Đấy, đóng cước trước thì các bạn có thể xem ở đây này. Thì đóng cước thì các bạn có thể xem cái thông tin đóng cước này. Đấy, ví dụ như đóng cước trước thì nó sẽ là hết bao nhiêu đó. Đấy. Đó. Thì chúng ta có thể xem vào cái phần lịch sử thanh toán và lịch sử đóng cước, đóng theo hợp đồng hay là đóng theo các thứ thì nó sẽ có ở đây. Đấy. Thì thường ấy thì các bạn thanh toán thì các bạn sẽ thanh toán qua, ví dụ như ở đây ấy, mình có thể thanh toán qua cái app này. Phải không ạ? Đấy. Thanh toán qua cái app ứng dụng MyViettel này. Đấy. Thì các bạn có thể đóng cước trước này và hoặc là các bạn trả trả cước nợ theo từng tháng. Ở đây thì sẽ kiểm tra, ví dụ như các bạn đóng cước 12 tháng thì các bạn sẽ được tặng tặng 3 tháng chẳng hạn. Đấy, ví dụ như các bạn đóng 1.836.000 cho gói cước này thì các bạn sẽ được tặng 3 tháng chẳng hạn. Đấy, các bạn nhấn vào thanh toán. Đấy. Bây giờ đa số những cái cổng thông tin các thứ ấy thì đều số hóa hết các bạn ạ. Các bạn có thể đều thanh toán được, từ tiện các dịch vụ đều có thể, chúng ta có thể thanh toán được các bạn ạ. Ví dụ như thậm chí tiền điện, tiền nước, tiền internet là các thứ các bạn đều có thể thanh toán được. Ở đây các bạn có hai hình thức các bạn có thể thanh toán. Các bạn có thể thanh toán qua Viettel Pay, các bạn thanh toán qua ATM nội địa, có nghĩa là ATM sử dụng cho cái nội địa ấy, được chưa? Đó, các bạn điền cái số thẻ, tên chủ thẻ, có nghĩa là số thẻ trên ATM không phải là số tài khoản các bạn nhé, số thẻ khác, số tài khoản khác, số là thẻ là số trên thẻ, cái số là ngoằng dài ngoằng ngoằng ấy, tên chủ thẻ, tháng hiệu lực, năm hiệu lực, được chưa? Và bắt đầu và năm năm, có nghĩa là cái thẻ đó được phát hành vào tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu. Còn thẻ ghi nợ quốc tế này là áp dụng cho những cái thẻ Visa, Mastercard đó hoặc là JCB. Đấy. Thì các bạn thanh toán qua cái thẻ này thì nó cũng được. Được chưa? Đó, các bạn nào có thẻ Visa quốc tế thì các bạn tiến hành thanh toán cho thẻ Visa quốc tế. Đấy, thẻ Visa quốc tế thì nó thanh toán qua ngoài khu vực Việt Nam vẫn có thể thanh toán được, các bạn có thể thanh toán không riêng gì về cái cổng thông tin thanh toán của Viettel, các bạn có thể thanh toán qua những cái trang nước ngoài. Các bạn muốn mua những cái gì của trên những cái trang nước ngoài các bạn cũng có thể dùng cái thẻ đó để thanh toán được các bạn chứ nhá. Các bạn Visa thì có hai loại Visa, Visa debit và credit. Debit thì thường trong trong tài khoản, trong thẻ của chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta mới được thanh toán. Còn credit là trong trong thẻ của chúng ta không không cần, có nghĩa là không cần có tiền các bạn vẫn có thể sử dụng được. Có nghĩa là các bạn dùng trước trả sau credit ấy, còn debit là trong thẻ có bao nhiêu thì sử dụng bấy nhiêu, giống như điện thoại vậy, có nạp trước và nạp sau, phải không? Thì ở đây các bạn có thể chọn Visa, các bạn có Mastercard, các bạn chọn Mastercard. Visa và Mastercard nó đều có trả trước và trả sau các bạn nhá, nhưng mà đa số là mình thấy là dùng Visa. Chọn số thẻ Visa tháng và năm hết hạn của cái thẻ Visa. Đấy, thường là thẻ Visa các bạn sẽ có, phải không ạ? CVV, đấy, số CVV của cái thẻ Visa đó chẳng hạn. Đấy. Đó, đó là cái thông tin mà các bạn tiến hành thanh toán thôi, phải không ạ? Đó, đó là cái qua quá trình là thanh toán qua Viettel. Các bạn chú ý là cái ứng dụng này ấy thì các bạn có thể đăng nhập bằng số điện thoại hoặc là các bạn đăng nhập bằng số iCloud. Cái iCloud này thường là iCloud login vào modem của chúng ta. Đấy, modem Wi-Fi của chúng ta ấy. Đó. Hoặc là các bạn xem cái thông tin tin nhắn ở trên điện thoại này. Khi mà thông tin điện thoại về ấy, các bạn xem này. Đấy, cho các bạn xem nhá. Đây, ví dụ như ở đây các bạn xem cái thông tin này. Đấy. Đó. Đây, ví dụ như thông tin này iCloud L025 gì đó. Đấy, đã hết hạn vào bao nhiêu đấy, chẳng hạn. Hết bao nhiêu tiền đấy.
FTTH gạch dưới đó, thì các bạn có thể xem đây là cái iCloud, và các bạn login bằng cái iCloud này vào trong cái app My Viettel, hoặc là các bạn login bằng số điện thoại đấy đấy phải không ạ, thì các bạn có thể thanh toán được đó. Và thứ hai nữa là các bạn thanh toán qua cái ứng dụng My Viettel. Ứng dụng My Viettel các bạn có thể sử dụng một cái My Viettel, thì các bạn xem này, ở đây có hai cái thông tin về đấy đấy, My Viettel ở dưới này ví dụ như là truyền hình đấy, thì là ở đây là 40.000 đấy. Vậy làm sao để chúng ta thanh toán được cái này? Các bạn có thể thanh toán qua Viettel Pay cũng được, không thì các bạn thanh toán chọn một ngân hàng để thanh toán, ví dụ như ở đây mình chọn cái ngân hàng đây, mình sẽ chọn ngân hàng này để thanh toán chẳng hạn. Đấy, các bạn chờ để mình đăng nhập vào nhé, mình đăng nhập vào đây, các bạn điền mật khẩu này, điền mật khẩu đây, sau đó các bạn đăng nhập. Dạ, yeah. Mình cắt xe này. Đấy. Đấy, đăng nhập. Bây giờ mình sẽ đã đăng nhập vào rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thanh toán. Được chưa? Mình sẽ tiến hành thanh toán cho cái My truyền hình My Viettel các bạn nhá. Truyền hình của My Viettel. Truyền hình của My Viettel. Có nhà My Viettel thì nó sẽ có, được chưa? Các bạn lưu ý là ở đây ấy, thì nó sẽ cũng có thanh toán qua internet các bạn nhá. Nếu mà thanh toán qua internet ấy, ở đây các bạn có thể xem viễn thông cái thứ này. Đấy. Đó. Đấy, ví dụ như ở đây làm đối với trường hợp các bạn cước internet, có nghĩa là cước truyền hình ấy, thì các bạn có thể chọn là ADSL, được chưa? Đó, ADSL. Nhưng mà truyền hình cáp ấy thì ở đây là cũng thông tin này, ví dụ như ở đây có VTV bạn ạ, VTV. Nhưng mà ở đây là cước ADSL thì các bạn có thể là thấy là có Viettel và FPT đối với các bạn đang sử dụng app Vietcombank. Thì các bạn có thể điền mã khách hàng vào đây. Được chưa? Thì các bạn có thể thanh toán được. Ví dụ như số hợp đồng mã khách hàng là như nào, ví dụ như ở đây là L025. Được chưa? L025 gạch dưới, được chưa? Gạch dưới G. Đấy, GMT 2S, được chưa? Gạch dưới D. D có nghĩa là đông đấy. Đấy, sau đó các bạn nhấn hoàn tất, sau đó các bạn đấn tiếp tục. Đấy ạ. Từ từ để mình xem bị gián đoạn nào, mình sẽ bật lại nhá. L025 gạch dưới G M T S 2 gạch dưới đấy, gạch dưới đông đấy. Đấy, hiện tại hệ thống đang bị gián đoạn gì đấy. Không thì các bạn đã thanh toán được rồi, phải không ạ? Ở đây là các bạn thanh toán qua cái thông tin đấy các bạn nhá. Thông tin iCloud, còn cái ID hợp đồng là nó cũng sẽ không thanh toán được. Đấy, do hệ thống đang bị gián đoạn gì đấy thì không thanh toán được. Còn nếu mà các bạn chạy thì các bạn chỉ việc chạy như là đã thanh toán được các bạn nhé. Đây, hệ thống đang có một cái chút trục trặc gì đấy. Đó là cái thông tin để các bạn có thể là thanh toán online. Đấy, nhiều bạn sẽ không để ý là sẽ không biết. Đó, đối với các bạn đang sử dụng app thì các bạn thanh toán qua cước internet ADSL thì các bạn sẽ thanh toán được các bạn nhé. Đó.
Còn đối với trường hợp mà các bạn thanh toán qua trên 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 cái app ứng dụng My Viettel, hoặc là các bạn thanh toán qua Viettel Pay cũng được. Đấy, nhiều bạn không biết thanh toán được ạ. Nó chỉ ví dụ như thanh toán qua những cái thông tin ở đây ấy, thì các bạn có thể là các bạn sẽ thấy là chúng ta thấy là chiết khấu bao nhiêu phần trăm đấy, và ví dụ như các bạn đã thanh toán thường nó sẽ chiết khấu ở đây mình thấy là 3% là nhiều đó, 3%. Ví dụ như là các bạn thanh toán 100.000 thì các bạn sẽ được giảm 3% luôn, 3% của 100.000 đó. Đấy là cái thông tin để các bạn chia sẻ với các bạn. Các bạn lưu ý là các bạn log in vào đây thì log in bằng iCloud các bạn nha. Ừ, hình như là bây giờ không log in bằng số điện thoại được. Được chưa? Thì phải log in bằng iCloud. Có nghĩa là iCloud của chúng ta ấy. Đấy. Ở đây là các bạn phải nhập bằng iCloud và số điện thoại vẫn vẫn được, nhưng mà các bạn phải cần phải nhập số điện thoại và mật khẩu. Hình như là không 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 điền được cái thông tin là chúng ta sử dụng số điện thoại di động nữa. Đăng nhập bằng OTP, được chưa? Đó. À vẫn đăng nhập bằng số điện thoại được chứ, nhưng mà các bạn có thể đăng nhập bằng iCloud, sau đó các bạn nhớ mật khẩu, các bạn điền mật khẩu vào. Đây là cái thông tin cho chúng ta, được chưa? Rất là nhiều bạn chưa để ý cái này thì các bạn không biết, được chưa? Đó, Viettel Pay thì các bạn biết rất là nhiều phải không ạ? Viettel Pay thì các bạn chỉ cần có một cái app ứng dụng, các bạn có thể ra ngân hàng cho tiền vào Viettel Pay, được chưa? Đó là các bạn có thể sử dụng được. Viettel Pay thì đây, Viettel Pay nó chính là như này đây. Phải ạ. Đây là Viettel Pay đó. Đấy, Viettel Pay thì ứng dụng này nó cũng rất là ổn để các bạn sử dụng các bạn nhé. Đấy. Viettel Pay có thể là nhận tiền online các thứ. Nó giống như các bạn sử dụng những cái ví Momo ấy, được chưa? Đó, ví Momo ấy. Thực sự là mà nói các bạn là mùa dịch như này thì cái những cái thanh toán online, thanh toán số ấy, thì nó là lên ngôi các bạn ạ. Đấy. Rất là nhiều bạn trước đó, trước mùa dịch ấy mà không không biết gì về cái thông tin như là thanh toán online, thì đến đến dịch này ấy, thì đa số là các bạn sẽ phải biết, được chưa? Thậm chí là những cái người cao tuổi cũng sẽ phải biết sử dụng những cái dịch vụ thanh toán online, những cái ngân hàng phải ạ, để giúp cho chúng ta có thể thanh toán đơn giản, gọn nhẹ hơn, tránh tiếp xúc nhiều người, để tránh tiếp xúc nhiều người ảnh hưởng đến cái phòng chống dịch phải ạ. Đó. Nó khá là quan trọng. Đấy ạ, đó. Đây là cái thông tin chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem cái nội dung video này các bạn nhé. Và hẹn lại các bạn ở những cái nội dung video lần sau. Và goodbye các bạn. Bye bye.